đập hộp máy kích cá Vulcan VIP 2024. Công suất cực kỳ khủng. Chào anh em nhá. Thì hôm nay tiếp tục lên một con hàng Vulcan VIP 2024 bản mới nhất. Thì bản này em đang làm cho bác khách ở trong Lâm Đồng nhá. Toàn bộ mạch miếc ở bên em thì được nâng cấp đắp mạch lại hết nhá, để cho nó dày dặn nhất có thể. Thì máy móc bên em bao giờ cũng chú trọng về chất lượng sản phẩm. Thì anh em cứ yên tâm khi mua hàng bán và bảo hành uy tín nhá. Đấy, thì hôm nay trả hàng cho bác khách ở trong Lâm Đồng có đặt tem con Vulcan VIP 2024 bản màu tím nhá. Ok, thì giờ em sẽ vào vỏ và hướng dẫn bác sử dụng dòng Vulcan VIP 2024 này nhá. Chào anh em nhá. Thì đây là con máy Vulcan VIP của bác khách ở trong Lâm Đồng sau khi em đã vào vỏ xong nhá. Thì em cũng giới thiệu đến toàn thể anh em cấu hình của con Vulcan VIP này thì nó chạy tổng cộng là 8 tụ băm anh em nhá. Full hết là tụ 8 này, hai cảm E65 này, 6 tụ đầu ra nhá. Tụ này là tụ Ecop 450V 680mm nhá, tụ xịn luôn. 3 dơ le này, bộ lọc bộ chuyển đổi nguồn từ 24 xuống 12 này. Đấy. Và nó sẽ băm 2 SCR có cuộn cảm chống sốc SCR khi anh em hạn dòng chập vọt cho anh em khi anh em chập vọt nhá. Đấy, thì con này có công tắc đánh 6 tụ và đánh 8 tụ, nó đánh 8 full 8 tụ băm này, bật xuống dưới là 4 tụ này thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn. Thì tần số ở đây em chỉnh sẵn cho bác khách này là 60 75 và 40 nhá. Đây em chỉnh lên tầm khoảng 40. Đấy. À đâu, 65 60 75 28. 328 để chuyên đánh vọt nhá. Đây. Đấy, em bật lên nấc 8 tụ này. Đấy, tiếng máy nó sẽ đanh hơn nhá. Đấy, test máy cho bác nhá. Chạy ok, sáng mai giao cho bác này. Đấy. Đấy, đây là tần số đánh vọt, còn em chỉnh một nấc đánh cáp là 55 115 thì đánh cáp nước đứng nhá, đánh lòng hồ nước đứng thì cách bấm cò này. Cò đầu tiên bác giá cho em dứt khoát 15 giây, cò đầu tiên chú ý là không được ngắt quãng nhá. Đấy, trèo đến điểm đánh dừng đứng truyền lại, bấm cò phát cò đầu tiên giã 15 giây luôn. Đấy, tất cả những anh em nào mà đánh nước đứng thì để tần số như thế này giúp em nhé, 55, 100 và 15. Đấy, sau 15 giây thì các bác nháy cò nhé. Đấy, xong lại đạp lại tầm khoảng chục giây, xong lại nháy, đạp lại tầm chục giây, xong lại nháy. Thì cứ làm chu lần lượt lại, đi lần lượt lại nhá. Đấy, thì chờ cá nổi tầm khoảng phút hơn 1 phút cá nó sẽ nổi, thì các bác đánh độ sâu 8 đến 10 mét nước thì các bác có thể bấm cò như này và chờ cá nổi nhá. Đấy, chú ý là không đánh nhanh, không đi nhanh. Con cá nó sẽ lên ở độ sâu 10 mét thì nó không thể một phát nó lên phọc mặt nước lên được mà nó phải chờ. Đấy, anh em đánh nước đứng thì sẽ như thế, và tần số này sẽ đánh được tất cả các loại cá da trơn và cá có vảy cho anh em ok nhá. Đấy. Em chuyển tần số đánh chuyên về chép và chọc vọt nhé, 65 75 40 nhé. Các bác nghe tiếng băm nhé. Đấy. Cực kỳ chất lượng luôn rồi. Hai đầu này ra vọt này, còn hai đầu này là có bóp này. Đấy. Thì bác nào mà muốn kéo chuyên về da trơn thì các bác có thể chỉnh tần số cho em là 50 100 100 chuyên da trơn nhé. Thì tần số này kéo lăng, kéo ngạnh, kéo bò, kéo tất cả các loại da trơn thì nổi như phao nhé các bác nhé. Đấy. Thì dòng Vulcan VIP này em cũng bán khá là chạy và được rất nhiều anh em tin tưởng ủng hộ mà không kén nước, đánh giữ áp rất là tốt. Đấy. Quá là ok luôn. Các bác nghe tiếng máy nhá. Maximum tần số thì nó lên được tầm khoảng 200 hơn 200 nhá. À quên, lên được 200 nó. Đấy. Khi mình tăng cái tần số lên thì độ rộng nó cũng giảm. Đấy. Khá là đanh nha. Đấy. 170 mắc được 200 rồi mà. Đấy, chỉnh mắc được 200. Thì tăng tần số lên thì độ rộng nó cũng giảm. Đấy, chỉnh giảm băm sung xuống này. Giảm băm sung xuống là nó băm nhanh này. Đấy. Đấy. Có nghe tiếng máy sướng không? Gõ rất là đanh nhá. Tải 3000W sáng quắc luôn. Máy này sẽ chạy điện áp 24V các bác nhá. Đấy. Nóng quá cái nhựa kia nó co vào, nó chạm vào cái quạt hút mồi. Kiểu lượng nhiệt nó ra quá là lớn ấy. Đấy. Ok. Thì máy móc có hai quạt làm mát này. Đấy, rất là mát nhé. Máy thì nó không nóng mấy đâu bạn. Đấy, em test như vậy mà không thấy nóng một chút nào.
thì nó có hai quạt làm mát, thì con này có thể kéo cáp 8 đến 10 mét nước. Anh em có thể tham khảo dòng Vulcan VIP này nhé. Đấy, thì con này nó sẽ chạy tổng cộng là 32 phét anh em nhé, 32 phét nhỏ. Ok, cảm ơn các bác đã xem video nhé.